Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn cái cách mà mình ốp mô cho cây sầu riêng, tức là cái đàn nó đã ra như thế này rồi đó, nó ra ngoài cái mô mình rồi thì mình ốp mô. Thì trước khi ốp mô á, mấy bạn lấy cái hũ cơ nở, đây là cái hũ cơ nở nhập khẩu bên Bỉ, của Bỉ nha, cho mình đang phân phối 235.000 cho tới nay nha. Đó, Bỉ nhập nguyên con zin, thì cái bao này là bao zin luôn chứ không phải là nhập về đây đóng lại, nhập nguyên liệu về đây đóng lại nha. Đó, thì trước khi ốp mô mấy bạn thêm một thao đi, như thế thao đi, một thao này là khoảng 1 kg rồi. Đó, thì mình cho 2 thao như thế này nha. Rồi không gãy, gãy này qua đây luôn, bài bổ thì 2 thao đúng rồi. Đó, mấy bạn gãy xung quanh ghìa như thế này cho mình. Đó, ông Dượng mình ông ốp mô rất là đẹp nha mấy bạn. Đó, đó, gãy xung quanh ghìa mô cho mình. Rồi bắt đầu mấy bạn lấy đất ở đây nè, ngoài này nè, mấy bạn ốp vào, ốp vào, ốp vào ha. Tại vì mình làm như thế này á là 2 tháng 3 tháng mình bỏ hữu cơ một lần, thì cái như là mình chôn lấp hữu cơ luôn, dần như là nước mưa hay là nước mình tưới gì đó nó không cho hữu cơ của mình nha. Cái hữu cơ của mình nó tuyệt vời lắm mấy bạn, cái hạt này nha, mà đụng nước nó tan liền các bạn, rất là dễ tan. Rồi bắt đầu ha, mấy bạn bón hữu cơ ra ghìa tán lá như thế này hết. Rồi bắt đầu các bạn lấy đất, các bạn ốp lại nha. Cái này là cách rất là phổ biến ở miền Tây của mình đó. Cái tàn của mình nó ra tới ngoài này các bạn, khỏi gì mô rồi. Cái cỏ, cỏ gác này kia rồi mấy bạn cứ để như thế này cho mình nha, các bạn ốp vô nha. Phát xương thôi, mình cũng mới phát xương rồi đó, cho người phát xương rồi đó. Đó, các bạn để như này đó. Thì mục đích mà mình làm như thế này á là hữu cơ là chôn lấp nè. Những cái cỏ như thế này á, sau này nó quay mục, nó sẽ làm hữu cơ cho mình nữa. Thì chỉ có những cái cỏ như thế này nữa mấy bạn, nó mới tạo lại được cấu trúc đất cho mình nha. Chứ mấy bạn quán hữu cơ không nó cũng không đủ đâu. Đó, mình làm như thế này nè, đất mình nó có kẽ hở nha, có oxy trong đất thì nó không bị yếm khí nha mấy bạn. Đó, tuyệt vời. Này, cây của mình nè, trồng hồi cuối tháng 10 nè. Đây nè bạn nè, đây là những cây thành phẩm rất là đẹp ha. Đó, vì sao ốp mô rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn nhìn này, đây là những cây thành phẩm, còn đây là những cây đang làm. Cái này là vườn của mình luôn nha mấy bạn. Đó, thì mình chia sẻ cách làm luôn, cách của mình làm sao. Đó, bạn lấy đất ở đây, bạn ốp vô lại nha. Xong bắt đầu nó cái lỗ này nè, thì bạn lấy sình dưới mương, bạn đổ lên lại, lắp lỗ này lại, chứ không được đổ sình trực tiếp vô đây nha. Tháng mưa mà đổ sình trực tiếp vô đây này chết dở nữa. Rồi mình hay thấy mấy bạn là nông dân của mình á hay lấy cái sình dưới mương này nè, nhặn thùng lên chắc xung quanh mô mình là chết nha. Cái thùng, cái đất thùng nó sau này nó khô lại á, mình lấy cái xà beng mình sắn không qua nữa, nó cứ ngắt à, nó chai cống luôn. Thì là mình lấy xà beng mình sắn không qua này, kiểu gì mà cái rễ sầu riêng nó qua rồi cái thùng đó mấy bạn. Đây, hữu cơ của Bỉ nhập khẩu nguyên con nha, 235.000. Hàng năm cái mùi nó rất là hôi mấy bạn. À, giờ mưa gắt lắc như thế này mấy bạn, bón cho mình một lần thôi là nó tan hết. Đây mình cho có cái hộp lại này, hạt rất là đẹp. Mình rất là kỹ về cái vụ hữu cơ này, mình ít giới thiệu hữu cơ lắm, tại vì mình đang chọn lọc và đang tìm cái nguồn thật sự là chuẩn. Cây sầu riêng thì nó không thể nào thiếu hữu cơ được ha, mình tìm cái nguồn thật là chuẩn, mình sẽ đang cố gắng tìm thêm vài nguồn nữa thật là chuẩn đối với cây sầu riêng này. 235.000 thì 1 ký nó chưa tới 10.000. cây này mỗi lần ốp mô là mình cho nó 2 ký nha, hả, cho 2 ký bắt đầu nó mấy bạn thấy nè, lấy xịn đây ốp đây. Kiểu này thì miền Tây phổ biến rồi, miền Đông thì đâu có làm cái này mấy bạn, chủ yếu là miền Tây thôi. Đó, rất là đẹp nha. Rồi xong cái lỗ này lấy sình dưới mương ốp lên lại là xong. Đó, mấy các bạn cứ để cỏ như thế này, mấy bạn ốp lên cho mình. Đó, mình ốp từng lớp đen như thế này nè, cái lớp đen này nè, như cái lớp đen này nó chồng lên nhau thì nó có kẽ hở trong đất nha. Đất mà nó chặt nó yếm khí á, cây sầu riêng mình nó dễ nó khó ra lắm, mà cái đất nó có kẽ hở. Mấy bạn làm như thế này đất nó có kẽ hở, sau này những cái cỏ này nè nó quay một thành hữu cơ nữa. Cái nguồn, cái lượng phân tươi của mình nó từ cỏ này là rất là nhiều nha. Đó, thì đất mình có cả mình, mấy bạn làm như thế này cây mấy bạn phát triển liên tục và dần như là không chừng cây nha. Đó, rồi chút xíu mình sẽ quay thành phẩm cho mấy bạn xem. Rồi chào mấy bạn ha. Rồi đây là chuẩn bị thành phẩm rồi nè, đó là quay sơ cho mấy bạn xem rất là đẹp ha. Người miền Tây của mình mấy bạn rất là giỏi cái khâu đầu đất này, đào đất ốp mô rồi miền Tây mình rất là giỏi, rất tuyệt vời ha. Thì một người đây mình đã phan nó cái đó, mình quay sơ cái mô đi. Đó, các bạn thấy
từng lớp đen của mình như thế này, nó chồng lên nhau, nó chồng lên nhau như thế này. Và những cái chỗ này nè, nó có kẽ hở nè, đó, và có cỏ như thế này nữa, nó bắt đầu có mưa xuống nữa, đất mình cũng không cho cỏ lên được là bắt đầu nó giữ được cái chân đất của mình, à, giữ được cái chân mô của mình. Đấy, đây những thành phẩm nè. À, mũi sơ cho mình xem, rất là tuyệt vời. Đây, nè. Thì Sáu đang cố gắng bo cho thật đẹp mấy bạn. À, mọi chi tiết xin liên hệ. À, liên hệ mình giới thiệu cho 300 ngàn ngày mấy bạn. Có nó tự túc luôn. Rất là tuyệt vời, cái này trả 300 ngàn là quá rẻ, cho phải 300 rưỡi 400 mới được. Đốt quá trời đẹp. 300 rưỡi ha. Rồi, 300 rưỡi lên giá mấy bạn, tại ốp đẹp quá. Đó. Tuyệt vời mấy bạn. Đó. Thì mình nhắc lại thôi, cái này mình nói nhiều trên video rồi, mình nhắc lại thôi. Mình nuôi một đứa con, mình muốn nó không bệnh, nó phát triển tốt như bạn bè cùng trang lứa nó ha, nó phát triển tốt, nó mạnh, nó khỏe, nó thông minh, nó sáng suốt, nó học giỏi ha, sau này là có ích, người có ích cho xã hội. Thì cái cây sầu riêng cũng vậy thôi mấy bạn nuôi cây sầu riêng này, mấy bạn làm đúng từng khâu hết, phân bón, ốp mô ha, xịt thuốc, phun thuốc trên cây, rồi người nắm bệnh từng giai đoạn hết, thì cái cây mình nó sẽ phát triển đều đặn như ý muốn của mình nha. À, và nó không chừng một giây một phút nào hết, nó phát triển nè. Cái này là mình trồng cuối tháng 10 năm ngoái nè. Đó, hôm nay nó như thế này rồi, ok, rất là đẹp ha. Rồi cái lỗ này mình nhắc lại thôi, để xin up lên là xong phim ha, kết thúc cuộc tuần thôi. Đó, mình đã đốt lót hữu cơ rất là nhiều dưới rồi, sau này bắt đầu mình chuẩn bị up thêm một cây nữa, cây này đẩy hai cây nữa, bắt đầu mình là tới thời điểm mình up mô nữa, định kỳ mình up mô nữa, thì mình cũng gãi hữu cơ ra ghìa này lại và mình úp vô lại nữa, là mình chôn lấp hữu cơ của mình, gần như là mình chôn lấp hết mấy bạn. Đó, thì mình không mắc được một cục phân nào hết, không bị trôi rửa trôi gì hết cục phân nào hết. Đó, mình bỏ ra 20 ngàn, 2 kg cho 20 ngàn đi, cho cây này thì cây này ăn được 20 ngàn luôn, gần như là phân mình không thất thoát nha. Rồi ok, và mình nói thêm một vấn đề này nữa, tháng mưa tới rồi ha, mùa mới dầm rồi, thì trong gốc này phải thoáng ra nha, mai mốt mình sẽ cho người dọn thoáng ra và tỉa cành sẽ xương xương hết, ăn cho nắng á, một ngày nắng được vài tiếng hồ, nắng nó sẽ gọi vào gốc này nè mấy bạn, làm cho tỷ lệ nấm bệnh trong đây nó giảm đi nha. Là thay mình nó phát triển tuyệt vời, tuyệt vời, phát triển đều tới đó. Rồi ok, chào các bạn ha. Đó, mình làm cái kênh này, những cái video như thế này đang mình chia sẻ, những người biết rồi thì mình không nói nha, còn những người mà người ta mới á, chưa biết thì mình không muốn ai làm sai một khâu nào hết. Đây là một cái mô thành phẩm, các bạn nhìn rất đẹp ha, và cấu trúc đất thì mấy bạn nhìn là biết rồi, bởi vì cái đất của mình nó rất là xốp, rễ cây mình ra thì rất là khỏe, rất là dễ ra, và cây mình lúc nào nó cũng phải như thế này hết. Rồi ok mấy bạn.